Địch Lệ Nhiệt ba và Cung Tuấn bị chê không có cặp bờ cảm mặc dù An Lạc Truyện chỉ mới tung trailer đầu. An Lạc Truyện chỉ mới tung trailer đầu tiên nhưng cặp đôi Địch Lệ Nhiệt ba và Cung Tuấn đã gây thất vọng vì không có cặp bờ cảm. Ngày 21 tháng 9, và làm phim An Lạc Truyện với sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt ba và Cung Tuấn đã tung ra trailer chính thức đầu tiên. Đoạn trailer chỉ kéo dài chưa đầy 2 phút nhưng đã khiến công chúng vô cùng phấn khích. Trong những thước phim được công bố, Địch Lệ Nhiệt ba và Cung Tuấn đều xuất hiện với nhan sắc long lanh cùng những tạo hình đậm sắc màu cổ trang. Nếu như Địch Lệ Nhiệt ba được ví như nữ thần, không y thì Cung Tuấn cũng không hề bị lép vế khi gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, tuấn tú. Tuy nhiên, phản ứng của khán giả về chemistry giữa cặp đôi An Lạc Truyện dường như lại không được tích cực. Hầu hết khán giả cho rằng giữa cặp đôi Địch Lệ Nhiệt ba và Cung Tuấn vẫn còn thiếu couple cảm. Mặc dù đều là trai tài gái sắc, nhưng cả hai khi sánh đôi cùng nhau lại không toát lên cảm giác ngọt ngào, lãng mạn. Đó cũng chính là điều khiến người hâm mộ tiếc nuối nhất sau khi đoạn trailer chính thức đầu tiên của An Lạc Truyện được tung ra. Một số bình luận của khán giả: nét Địch Lệ Nhiệt ba bị dữ quá, nhìn Cung Tuấn thì khá non, lên phim nhìn như hai chị em. Nhưng phim này make up cho cả nữ lẫn nam đều đậm quá, cảm giác ai cũng già đi mấy tuổi. DLNB có đường nét trên mặt rõ ràng sắc bén, khí chất cũng mạnh mẽ nữ cường nên rất ít nam diễn viên tạo ra được cảm giác lấn át, che chở. Thay vì đóng với các nam lưu lượng có nhan sắc thư sinh mềm mại nên chọn bạn diễn kiểu rắn giỏi gai góc, có chiều sâu nam tính hơn. Rất thích visual của Cung Tuấn nhưng trong trailer này anh chưa biểu cảm nhiều. Có thể là do tính cách nhân vật hoặc do trailer ngắn chưa thể hiện được nhiều. Hai chiếc mũi thẳng tắp kia hướng về nhau là thấy chemistry rồi chứ lại nói là không có các cặp cảm. Trailer dài chưa đến 2 phút mà đòi có couple cảm thì có đang khó khăn quá với Địch Lệ Nhiệt ba và Cung Tuấn không? An Lạc Truyện được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Phim là câu chuyện xoay quanh nhân vật Nhậm An Lạc do Địch Lệ Nhiệt ba thủ vai và Thái tử Hàn Diệp do Cung Tuấn thủ vai. Nhậm An Lạc là hậu nhân của công thần khai quốc nhưng vì gia tộc gặp biến cố mà lưu lạc nhân gian. Trong quá trình điều tra sự thật, mong khôi phục lại sự trong sạch cho gia tộc và cứu giúp dân chúng, nàng được Thái tử Hàn Diệp tán thưởng, trở thành phụ tá của chàng. Sau đó, với sự giúp đỡ của Nhậm An Lạc đa mưu túc trí, Hàn Diệp đã phá được nhiều vụ án, giúp đỡ an dân, ra trận chống giặc. Cuối cùng chàng lật lại vụ án minh oan cho gia tộc của An Lạc.